Ngày 30 tháng 8, ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tổ chức họp tổng kết và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, đồng chủ trì cuộc họp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Kon Tum đã diễn ra an toàn đúng quy chế, thành công tốt đẹp. Kỳ thi năm nay có khoảng 4.550 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả, 4.438 thí sinh đầu tốt nghiệp, chiếm gần 97,6%. Về điểm trung bình tất cả các môn thi, Cần Tum đạt trên 6,1 điểm, đứng thứ 44 cả nước và đứng thứ 3 trong năm tỉnh Tây Nguyên. Các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đánh giá, thảo luận về những ưu điểm và hạn chế tồn tại trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức kỳ thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận đánh giá cao các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành, quan tâm phối hợp để kỳ thi thành công. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ thí sinh trong việc xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non năm 2022. Phối hợp với cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc chấm thẩm định bài thi theo đúng quy định trên cơ sở kết quả kỳ thi, tiến hành phân tích đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao khen thưởng cho các học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỳ thi. Hội khuyến học tỉnh công ty bảo việt con tum khen thưởng các em học sinh đạt kết quả cao của kỳ thi